Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xử lý rác nhà bếp hàng ngày nha. Thì mình xử lý rác nhà bếp á, nó vừa bảo vệ được môi trường xung quanh mà trong gia đình của mình thì sẽ có thêm phân bón hữu cơ để mình bón cho cây, nó rất là tốt mà giữ sạch môi trường nữa ha. Thì mình có thể xử lý cách này theo kiểu để dồn lại một tuần mình làm một lần, hoặc là mình có thể xử lý hàng ngày. Nếu mà rác chúng ta nhiều, chúng ta có thể xử lý hàng ngày. Thì khi mà mình mua đất như vậy nè các bạn, mình mua đất như vậy nè, nó có đủ dinh dưỡng, nhưng mà nó chỉ đủ dinh dưỡng để mình trồng một đợt thôi. Đợt thứ hai thì nó sẽ hết dinh dưỡng. Mà nếu mà mình có thêm rác thải nhà bếp nữa thì mình có thể trồng nhiều đợt mà mình không có cần phải mua đất mới ha. Tiết kiệm đất mà tăng dinh dưỡng và tăng năng suất cây trồng cho mình. Đó. Thì đồ ăn thức uống mà mình thừa như thế này nè, thực phẩm thừa nè, nho này nó bị thối nè các bạn, ăn không hết nó bị thối nè, nho nè, bắp nè, bắp nhiều khi mình mua về mình ăn không hết á. Thì hạt thì mình tách riêng ra, còn cái cùi này á mình đập cho nó bể nhỏ nhỏ ra vậy cũng được, hoặc là mình chặt nhỏ nhỏ cũng được cho nó mau phân hủy. Còn nếu các bạn mà để nguyên cùi á, thì nó cũng phải mất 4 đến 6 tháng nó mới phân hủy được hết rồi. Mình làm như vậy thì chỉ mất tầm 1 đến 3 tháng là nó phân hủy rã ra thành đất rồi. Những cái lá cây khô nè, bánh mì nè, bánh mì mình ăn không hết mình cũng có thể bỏ vào đây làm rác hữu cơ được nha các bạn. Chuối nè, vỏ bắp nè, giấy nè, những loại giấy mà nó không có dán nhựa hoặc là nó không có nó phân hủy được thì mình bỏ vào đây được hết. Chuối nè các bạn. Đây, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người ha. Đầu tiên là mình có đất nè, có rác nè, mình chỉ việc đổ một lớp đất lên một lớp rác và phủ vào một lớp rác là được. Lông này là mình không dùng được nha các bạn, chỉ có những cái đồ là phân hủy được mình mới dùng được thôi. Ni lông nè, kim loại nè, đồ thủy tinh nè, đặc biệt là pin, các loại pin là mình không được bỏ vào đây nha. Rất là đậm đất, mình bỏ một lớp đất. Nếu mà rác mình là rác khô thì mình bỏ lớp đất mỏng thôi, còn nếu mà rác các bạn là rác ướt chẳng hạn như dưa hấu nè, thơm nè, chuối nè, những cái loại rác ướt như vậy nè thì mình bỏ nhiều đất hơn, đất đất dày hơn. Đây là rác khô nha các bạn, rác khô là những cái rác mà mình bóp nó không có chảy nước nè, rác khô nè. Còn như chuối là rác ướt nè, mình bỏ một lớp khoảng chừng 5 đến 10 phân thôi nha các bạn. Rác như vậy rồi mình bỏ rác lên, rác nào mà chậm phân hủy mình bỏ xuống dưới ha. Những cái rác chậm phân hủy thì mình bỏ xuống dưới, như nho này là nhanh phân hủy mình bỏ lên trên nè. Các bạn có thể để lộn xộn cũng được, nhưng mình làm như vậy thì mình mau có rác để mình, rác nó sẽ phân hủy đều để mình làm phân bón cho cây, trồng cây. Bỏ như thế đó, chặt phân hủy xuống trước nè. Vỏ bắp mình cũng cắt ra, vỏ bắp đó nó phân hủy tốt lắm nha các bạn, nó làm thành đất đó. Đó, khi mình bỏ một lớp như vậy mình thấy nó phủ hết đất rồi, mình lại tiếp tục bỏ một lớp đất lên nha các bạn. Lần này thì mình bỏ lớp đất mỏng thôi, không cần dày đâu. Đều
có một số vi sinh á, nó sẽ làm cho cái thực phẩm của mình phân hủy nhanh, không có bị để lâu nó hôi thối nha các bạn. Còn nếu các bạn không có đất á, thì các bạn để nó cũng phân hủy đó, nhưng mà nó dễ gây mùi. Trong đất của mình thì có một số vi sinh thì nó sẽ tốt cho các bạn phân hủy hơn. Tiếp tục một cách mở lên. Nấm kim châm nè các bạn. Nấm kim châm mình ăn không có hết, bỏ vào đây cho nó phân hủy luôn. Sau khi mà nó phân hủy rồi á, các bạn, nếu mà các bạn trồng cái cây lớn á, thì mình cũng không có cần phải xử lý lại đất đâu. Còn nếu mà các bạn trồng cái cây nhỏ, cây mầm á, thì các bạn nên xử lý lại đất bằng cách là mình sẽ sàng lọc ra cái những cái rác mà nó chưa phân hủy, rác to nó chưa phân hủy đó, rồi mình sẽ thêm một ít vôi bột, một ít xíu vôi bột thôi, để cho nó diệt tất cả các mầm bệnh trong này. Nó diệt mầm bệnh như vậy thì mình ăn những cái rau mà rau mầm hoặc là những cái cây mà mình gieo cây nhỏ nhỏ đó thì nó sẽ có cái khả năng phát triển bậc mầm đó, nó cao hơn là mình để mà mình không có xử lý đất. Tại vì nhiều khi vi sinh vật có hại trong đất nó tấn công thì cái hạt mầm của mình nó sẽ khó phát triển. Một xô như vậy thì mình làm được một xô nhỏ thì mình làm được một xô lớn. Cái lớp cuối cùng này mình sẽ để dày thêm một tí để cho nó cách ly với cái không khí bên ngoài nè, nó không có bị thu hút không có bị thu hút những cái con ruồi hay những con kiến. Bạn có thể lấy giấy báo mình phủ lên hoặc là lấy rơm phủ lên cũng được, để như vậy cũng được, nhưng mà để vào chỗ không bị mưa nha các bạn. Tuyệt đối là mình không có để ra cái chỗ có mưa, có nước vào là nó sẽ làm hỏng cái sản phẩm của mình ngay. Rồi, mình không cần phải tưới nước lên nha, tuyệt đối không để nước lọt vào đây ha. Rồi, mình để như vậy, một tháng sau mình sẽ cập nhật lại cho mọi người xem ha. Hàng ngày mình có rác thải mình có thể phủ lên và phủ đất lên tiếp tục, không ảnh hưởng gì tới chất lượng cả. Sẽ đem cái này cất vào chỗ không có bị mưa. Đây, mình sẽ cất cái phân hữu cơ của mình ủ vào cái chỗ này để cho nó tránh mưa. Đó. Mình cất vào đó để cho nó tránh mưa. Rồi. Khoảng tầm một tháng nữa thì mình sẽ cập nhật lại cái phân ủ của mình cho các bạn xem ha. Chúc các bạn thực hiện phương pháp ủ phân nhà bếp được thành công ha. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày vui.